trên cành cây cao lặng tai nghe xuân bao điệu nhạc ngất ngây, nắm lấy cánh hoa đào rơi hồn phiêu du ngóng trong tháng ngày đã mấy xuân mà ta sao còn đắng cô liêu, mong đêm này gặp em từ bên trong nhịp tim đang rung lên mang đi qua khiến tôi chết lặng muốn nói câu trong thời gian ai nắm tay nhánh mai người yêu tương lai chắc là không đoán sai, đi xem quẻ thầy bảo tình duyên rộng mở không như năm trước hay vòng rồi ông mộng vỡ, luôn vui tươi như cánh hoa khoe sắc và biết là vòng không ta có một tình yêu trong vắt da, ta sẽ cùng ngô du khắp bốn phương nắm tay bằng quà bao số phố phường, đâu đâu thì cũng có cái chốn nương thiếu là thiếu một người sẵn sàng cho ta một câu nói thương, phải phép đã có nhưng không phải lòng trải đời một mình chẳng cần trải lòng, đối thủ nhiều quá chứ còn đối phương phải còn chơi gì nữa mà không chịu mau mau mà nói thương. Xuân đến với cánh mai vàng đào kiêu xa, kia hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời, cùng bên nhau say sưa hòa theo câu ca, một câu ca vui tươi nụ cười khoe sắc. Lộc xuân đến rớt xuống vương trên cành cây cao, lặng tai nghe xuân bao điệu nhạc ngất ngây, nắm lấy cánh hoa đào rơi hồn phiêu du ngóng trong tháng ngày đã mấy xuân mà ta sao còn đắng cô liêu, mong đêm ngày gặp em từ bên trong nhịp tim đang rung lên nàng đi qua khiến tôi chết lặng muốn nói câu biếu ra sao và mâm cỗ thì phải thế nào, ôi chao mà
chút, lo cho xong rồi ta lại đi. Quậy nên em vẫn yêu Tết đắm say. Em chào Tết.在2024年，
其实整个的制造中心会是在越南，然后越南是除了中国以外，基本上全球放眼全球跟整个东南亚的话，整个制造中心就是在越南，所以接下来各位身上要肩负着更大的一些责任跟任务哦。那今年我们这样的一个场合非常非常的热闹哦，希望说我们整个在来年我们会增加更多的人，然后更有活力。那各位在我们越南达方整个的相聚是一个缘分，那希望说大家在接下来的所有的努力、所有的客户、所有的生产目标上面、所有的营收上面，我们是一年一定比一年创造更多的一个佳绩出来。那今天谢谢各位的参与哦。那等一下各位我们 HR 精心准备了一些好吃的以及我们好看的表演哦。那由我们同仁，其实我非常非常期待，虽然说到外赛去哦，我其实最期待是今天的所有的活动跟表演哦。那我也请 HR 一定要把它录下来，到时候我们传到各赛去，让他们下明年度哦，我们的董事长跟总经理，就是总部的董事长跟总经理，他们都会过来。那今年因为比较凑巧，也非常赶，那他们明年我在苏州的时候，他们跟我讲明年一定会过来。那当然我也跟他们，虽然说我们今天他们没有莅临现场，那我有跟他们争取了一些额外的一些福利哦。那就看今天各位的表演跟状况，那希望说我能够把今天这些额外争取到的福利哦，都能够发给大家。那祝大家今天都能够抽到大奖，谢谢。感谢庄金老板的致辞，老板请留步，庄金老板请留步。接下来，让我们以越南当地特有的祝酒词来开始我们的晚宴，让我们掌声有请杰亚老板、尼克老板、熊老板、周永芬老板、谭芬老板、陈勋老板、工会主席阿德上台。各位同仁，请举起你们手中的酒杯，用你们的热情高呼祝酒词，共度美好时光。来吧，朋友们，让我们共同期待并迎接2024年的到来，一起干杯！大家准备好了吗？好，某。请各位主管入席就坐。接下来，让我们以热烈的掌声，有请资财中心给我们带来抖音热舞。Tỷ Đông Đệ. Tiết mục mở màn cho buổi tối ngày hôm nay với tên gọi Tết Đong Đầy đến từ bộ phận vật tư. Xin hãy cho bộ phận vật tư một tràng pháo tay thật lớn ạ.
Thank you.
朋友们，好看吗？好看。是人好看还是节目好看？都好看。那我们再次用热烈的掌声感谢自裁中心为我们带来的热情演绎的节目，谢谢你们。屏保中心的演员们也已经蓄势待发，接下来让我们一起期待他们的表演，请欣赏屏保中心带来的舞蹈《黑桃 A》。就是让我们更开心、更高兴、更激动的抽奖环节。五等奖八名，奖品是电烤盘。bây giờ sẽ là phần không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay mà tất cả chúng ta đều mong đợi, đó là phần bốc thăm trúng thưởng. Trước tiên chúng ta sẽ bốc cho giải năm. Giải năm sẽ là 8 chiếc bếp nướng ạ. 首先，掌声有请阿布的老板上台为我们抽出五等奖四名，掌声有请。Xin được mời bác chủ quản anh đi lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng.
抓紧时间上台领奖。友情提醒一下，中奖同仁一定要带上奖券的第二联到舞台领奖，不要错过大奖哦。接下来，让我们跟着行政中心一起游览越南当地的美丽景色。下面请欣赏行政中心带来的舞蹈。tiếp theo chương trình văn nghệ, hãy chào mừng đón tiếp mục một vòng Việt Nam của trung tâm hành chính ạ.
những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Hãy đã dùng những dòng sông cùng em mãi chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam sang đâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai. Dạy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vỡ. Dòng sông cùng em mãi chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chim vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai. Dạy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vỡ, đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam.
有青春活力的一群年轻人，大家以热烈的掌声送给他们。接下来我们要抽取四等奖，奖品是吹风机。有请周云峰老板上台抽出四等奖五名。xin mời chủ quản của phần sản xuất Châu Nguyễn Văn lên sân khấu giúp chúng tôi rút thưởng 5 giải tư. Hoàng Thị Huyền.Xin được chúc mừng bạn Hoàng Thị Vân ạ. Cái cơ hội xuống ạ. Công hào là 230-400-831. Người trúng thưởng hôm nay có số mã nhân viên là 230-400-831.基本上都光要捐出去了啊！阿木，杜世峰，都听错了。你这个缺失也不合格啊，光要的记不得。恭喜中奖同仁，请周云峰老板为获奖者颁奖。xin được chúc mừng năm bạn đã trở thành chủ nhân của giải tư. Xin合影留念。xin lưu lại chụp ảnh, xin nán lại chụp ảnh lưu niệm. Xin周云峰老板和获奖同仁入席。就坐，谢谢。接下来有请 Sporting Team 给我们带来节目，给大家广用，有请各位。để kết thúc các tiết mục văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin
quán rốt nô ca lục cốc tìm tơ cây đa dùng chân tên ba miếng chờ bôi đầu tại vương đê năm sao trời nhà anh có con chim cách nay ca lạch cách tìm đến chim kêu rằng a à, có ba cô nàng ta bờ voi hỏi chú chim đồng nghe hồi mây đã sao vắng rối khi đêm về tăng cánh tình ta một ca những bốn đầu lòng xoay tờ vòng để ai muốn cho rằng ai đi qua quán giống như chân quay về bên miếng châu bay một ca soi bóng từng ngày được ai ai chờ đất cây đa dừa mất em buồn辉哥，你今天感觉很幸福啊，完全沉醉在表演的节目里面。当然，我们的辉哥萨克斯演奏的那是一绝，掌声给辉哥。感谢各部门在百忙之中精心排练，为我们带来这么精彩的表演。有请礼仪小姐帮我们收集评分表。计算评分。Xin gửi lời cảm ơn đến các bộ phận mặc dù rất bận rộn nhưng đã luyện tập rất chăm chỉ làm nên các tiết mục tuyệt vời như vậy. Xin được nhờ đội hậu cần sẽ giúp chúng tôi tổng hợp phiếu chấm điểm để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng. Chấu giải phải để tiếp tục. 好多人都等着大奖啊。接下来我们将抽取三等奖，奖品是空气炸锅。tiếp tục cho phần bốc thăm trúng thưởng hãy cùng đến với giải ba phần thưởng là ba chiếc nồi chiên không dầu ạ。让我们以热烈的掌声和欢呼声，有请秀老板上台抽取三等奖三名。sau đây xin được mời lên sân khấu các chủ quản tỉnh VI bốc thăm ba giải ba cho mọi người。想不想要啊？想。太小声了，感受不到那种气流心。想。想不想要？想。好。没有吗？不要了吗？没有了。
Đến sư áo trắng. Bạn Nguyễn Công Trường ạ. Xin mời bạn Nguyễn Công Trường. Đấy. Ôi chị. Yeah.
今天的分数非常难评哦。然后每一队的我们表演的节目也非常分数也非常近啊。那首先我们先公布第三名的，各位猜猜看，第三名。公布第三名哦，是我们人数最多的后来，然后表演的刚才上台表演的人也最多、哦，那各位应该可以猜得出来。生产，生产，生产，由我们生产部表演的科目三获得第三名，有请生产制造厂的演员们。上台领奖。xin được chúc mừng đội sản xuất, xin mời bộ phận sản xuất lên nhận thưởng ạ. 所有演员登场。请客，请客。xin mời tất cả mọi người cùng lên sân khấu ạ.请专利老板为获奖节目颁奖。
请专辑老板为获奖节目颁奖。请入席就坐。说实在话，第一队表演的主裁，还有第二队表演的 QA， 因为 你们比较吃亏，是签号抽在前面，所以你们表演的非常精彩。今天所有的节目我都非常非常喜欢哦。那个，希望说明年我们会有更好、更大的一个团队，一起来做这个表演，谢谢。管理老板请留步，管理老板请留步。那资材中心刚刚最自信，但是不要失望，你们表现依然非常精彩，让我们以热烈掌声再次送给资材中心的小姐姐们，再次恭喜表现优异的各部门，优美的旋律，动听的歌声，生活如此美满，而美好的生活需要大家共同创造。希望在越南达邦以及这里的所有人，明天更加美好。接着祝梦酒宴果干来一个。接下来，让我看看还有多少同仁没中奖的，举手。呐喊声在哪里？好，还有很多人呢。那我来告诉你们一个秘密，据说呐喊声越大，掌声越大，好运就越多。让我看看你们中奖的决心。生产制造厂的同仁在哪里？唯爱的在哪里？品质中心的在哪里？行政中心的在哪里？Supporting 单位，我听不出来谁最小，我感觉你们都能中。那么接下来就是要抽出我们的二等奖，奖品是冰箱。接下来是一共352，分享是2次赌来。二等奖会花落谁家呢？让我们再次以热烈的掌声，有请 Randy 老板为我们抽取二等奖两名。没有抽奖的哦，这个我们请唐峰，一个请唐峰来抽，然后另外一个请那个阿凤 ，Q A 那个进 Q A 的阿凤，来，你们各抽一个啊，抽到自己算哦。你们如果抽到自己哦，我就再加码一个，好吧？抽到了我们一起过来的兄弟们。
点啊！我五四三二。好，有请两位抽奖嘉宾为获奖者颁奖。xin chúc mừng hai bạn trúng giải hai ạ. Xin hỡi lưu niệm. Xin mời mọi người lưu lại để chụp ảnh lưu niệm. Xin 入席就坐。我们还要麻烦一下 Randy 老板在台上多待一会儿，因为老板在台上，我们这个台就稳了。各位请注意了，大家最期盼最期盼的一等奖马上就要揭晓了，谁要拿一等奖？一等奖只有一个，但是只有这么点人举手啊，中奖几率还挺高啊。那接下来让我们抽取一等奖，奖品是电视机。mọi người cùng chú ý về phía sân khấu để chờ đợi chủ nhân của giải thưởng mong chờ nhất đêm nay, bốc thăm giải nhất một chiếc TV ạ. 再次以热烈的掌声有请 Randy 老板为大家抽取一等奖一名，请大家拿出检票，期待幸运女神的降临。先讲啊，等一下，如果我们再抽到是非越南籍外籍的同仁，抽到我们就再加码一个。好，好吧。如果抽到外籍的人员，除了外籍人员拿到之外，我们另外再加码一个，一定要抽越南本籍人员。好，掌声再热烈一点。等一下，我先看还有谁没抽到奖的。哇，这个一个奖的很少。哎呀，哎呀，哎呀，掌声。今天非得再加码一次。加了这个哦，如果我们抽到外籍就放回去。这个不能放回去。新人非常非常 lucky 的。对呀。来，我们先公布。虽然哦，刚才表演没得奖，现在得一个最大的奖也不错啊。所以这个应该是落在资彩或者是屏保之间。那你们觉得应该是资彩还是屏保？我们直接念名字哦。好，黄俊。当你们抽到奖，别放心，奖品转赠给部门同仁哦。第二位是我们越南籍的同仁哦。我试试看念对不对，看你们听得懂听不懂。翻体。老板，这是点。我应该念两个翻体。我叫范四的。哎，等一下，我看看，只有一
贵了。请抓紧老板为获奖同仁颁奖。请合影留念。恭喜获奖同仁，请入席就坐。老板也请入席就坐，谢谢。一等奖也已经揭晓了，但是我想问大家，今天抽奖你们已经满意了吗？想不想继续抽奖？那要喊的那两个字是什么？在这里有一个全场最帅的男人，他为我们抽取了非常多的奖项。那要不要我们再次以热烈的掌声，有请我们的大家长 Randy 老板上台。这时候的老板，他浑身散发着金色的光芒，让整个大厅蓬荜生辉。接下来我们把现场交给今晚最帅的男人 Randy， 掌声再来。我们先看一下，今天还没说要讲举手。其实这样子也不好百分百得奖。那这样子，首先哦，因为我们今天这个部分有请有工会赞助。我们500万的现金呢、啊，那我们就把这500万啊分成五包，每个现金奖是100万，可以吗？可以。那我们请工会主席阿德来帮我们抽这五个奖。先讲哦，那个工会的500万，我们现越级的同仁，好吗？好。来，我们请主席。
回头拜啊。五款三春，盼见春。请工会主席阿德为获奖同仁颁奖。
加码一个。好，限一位级哦。请颁奖嘉宾为获奖同仁颁奖。请合影留念。请入席就座，谢谢。恭喜获奖同仁，请颁奖嘉宾为获奖同仁颁奖。请合影留念。
再次恭喜重点同仁，请入席就座。这个还没中奖的举手，怎么可能这么多？那个，我们最后抽一个最大的。就一把，我们抽500万。一位。如果抽到本级的，我们就再加码一个乐器的。好。但是我用第一张来决定哦。
请不同的人来抽。想中奖是谁？好，阿桃来，阿桃，然后那个阿顾来，你们抽到自己哦，就加，好吗？抽到自己就加码，再加码一包，抽到自己算哦。还有谁没抽到的？你抽到了阿顾，来。还有谁 ？VA 有啊 ，VA 我请 VA。资财资财，啊，资财你们派一个代表上来，资财派一个代表上来，在座。然后财务。好，来，我们五位，五包。好。他们抽到自己算，然后我们再加码一个。哇。你们自己投应该认得出来。
入席就坐。我自己能不能再加满的？可以，太火了，太火了！
胖子上来，谢谢。请颁奖嘉宾为获奖者颁奖。请合影留念。家人们在回去的路上注意安全，谢谢。